Thôi bây giờ mình nghe nhạc nha. Clip này á, là cuối năm mình sẽ nghe một một hai bản nhạc trên một đoạn đường. Đoạn đường này là đường Trường Chinh. Đường Trường Chinh. Một lần tiếng chân người, ánh nắng chơi vơi trên sông thuyền nào chào vẫy đôi tay người. Ngàn câu yêu cuối xin hãy cho ta theo mây trời. Mùa đông sắp đến, ta đi về đâu? Một lần tiếng chân người, sóng cuốn trôi đi hình hài còn ướt đôi môi cười. Từng cơn mưa cuốn theo kéo đưa em sang kia đời. Xa đông
Thank you.
nhất không còn đứng chung đôi. Làm người ở lại bao giờ cũng buồn như nụ quỳnh chẳng còn mắt. Chị em ơi, bao yêu thương cũng theo người rồi. Em xa rồi, trời buồn không hẳn, mưa sẽ buồn, ai vuốt tóc em. Người ở lại có bao giờ vui? Em xa rồi, nụ cười đã tắt. Người ở lại.